cái kia. Phải như thế. Nhóm 3 đứng bớt đi, nhóm 1 đông quá, rồi qua nhóm 3 đứng bớt đi. Rồi, thank you, xin dành một tràng vỗ tay thật lớn cho team số 2. Phải như vậy đấy, phải như vậy đấy. Và xin chúc mừng team số 2, đầu tiên là xin chúc mừng đội trưởng. Đội trưởng đã vượt lên chính mình và đã tập hợp được tất cả những thành viên trong đội của mình. Làm những việc khó, người ta mới khen, đúng không? Còn những việc dễ là quá bình thường. Xin chúc mừng team số 2 và chụp cho quay cho team số 2 xuất hình đi. Anh thấy anh cầm cái gimbal ngon quá, không biết có quay không nữa. Ok, xin chúc mừng team số 2 và team số 3 chúng ta vào vị trí. Và mang lá cờ của mình xuống luôn. Dễ thương lắm, khó mà vẫn làm được, mấy là hay, đúng không? Rồi, với giá trị, xin mời. À, team số 3 là cái team số 3, lá thăm số 3 mới dễ nè. Dễ cực kỳ luôn nè, nhạc xoay đập. À, nhạc sôi động mà làm không được thì thôi dẹp đi hết. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nghe phần giới thiệu lá cờ của họ cái đã. Giới thiệu team số 3, chúng tôi từ công ty IBI. Và hôm nay chúng tôi đến đây với mục đích là chơi hết mình, là làm hết mình. Và mong năm sau cũng công ty cũng tổ chức chuyến đi chơi giống như hôm nay, vui vẻ như này. Mong công ty IBI lúc nào cũng được may mắn, có hình của sao đi, hình của Hoa Mai. Chỉ đơn giản như thôi đúng không? Đúng rồi. Ok, việc còn lại đó là flat mode. Ai sẽ là người đứng phía trước thực hiện mẫu, và ai sẽ là người, những thành viên còn lại chúng ta đứng phía sau. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nhạc sôi động là quá dễ đó, mình rất là may mắn. Này là bốc thăm chứ không phải là dàn xếp nha. Bốc thăm đàng hoàng đấy. Nhạc sôi động nha, đồng nhất nha. Ok, 3, 2, 1, vô. Rồi, cảm ơn nhiều. Ok, mang lá cờ xuống. À, cái tưởng tượng ở đây là vũ trường, sao mà nay nấy nhảy không biết nữa. Và đạt điểm cao nhất của thử thách này, xin chúc mừng team số 2 là team đạt điểm 10. Team số 3 là team đạt điểm 9 và team đạt điểm 8 đó là team số 1. Xin chúc mừng. Và đó mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Và bây giờ chúng ta đến với thử thách tiếp theo. Rồi, quý chị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến thử thách tiếp theo. Rồi, thử thách này có tên gọi đó là ném bóng, quý chị các bạn nha. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ ổn định đội hình lại bằng cách như sau. Xin mời team số 3 chúng ta đứng xếp hàng dài. Đội trưởng đứng trước và đứng đối xứng với cái vòng phía trước mình. Rồi, một hàng. Ok. Đúng rồi. Rồi, team số 2 chính giữa và team số 1. Xin mời team số 1. Ok. Rồi, team số 1 đâu? Rồi. Còn team số 2 ơi, chúng ta đứng đối diện với chiếc vòng của đội mình luôn nha. Đứng đối diện chiếc vòng luôn. Team số 1 chúng ta đứng đối diện chiếc vòng luôn. Team số 3 cũng vậy, chúng ta đứng đối diện với chiếc vòng. Xong chưa? Rồi đứng đối diện chưa? Rồi,
nghe chúng ta nghe luật chơi cái đã, chúng ta nghe luật chơi. Rồi chúng ta nghe luật chơi rồi chúng ta mới bắt đầu bàn luận quý chị các bạn nha. Chứ chúng ta chưa nghe luật chơi chúng ta không biết chúng ta nào bàn luận đâu. Rồi xin mời ba đội chúng ta nghe hết luật chơi rồi chúng ta bàn luận. Rồi. Thử thách có tên gọi là ném rổ bằng cách như sau. Mỗi đội chúng ta có một vật dụng, đó là hai ống hơi và một quả banh yoga. Tất cả các thành viên trong đội của chúng ta phân chia nhiệm vụ, ai sẽ là người nâng hai chiếc ống hơi này lên trên vai và tạo thành kiểu. Rồi những thành viên còn lại chúng ta phân chia nhiệm vụ, chúng ta ngồi trên cái kiểu này và cầm lấy quả banh. Khi nào có hiệu lệnh xuất phát, tất cả các thành viên chúng ta kiểu người ngồi trên hai chiếc ống hơi này di chuyển về mức giới hạn cây cờ đó. Người ngồi trên cái kiểu này, chúng ta cầm lấy quả banh, chúng ta ném lọt vào trong lọ, trong rổ, trong cái vòng phía trước. Mỗi đội như vậy chúng ta ném 5 quả là hoàn tất. Đội nào ném trước 5 quả là hoàn tất. Lượt thứ nhất không thành công chúng ta chạy về, đổi người lượt thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ném làm sao 5 quả lọt vào chiếc vòng kia tiếp. Ok không? Kiểu chạy về luôn. Rồi được chưa? Rồi phân chia nhiệm vụ. 10 người đi. 10 người đứng vào, ghép vào để mình nâng chiếc ống hơi lên vai. Có thay đổi, cứ một lượt như vậy thay đổi. Rồi xong. Rồi ghép hai ống hơi lại và nâng trên vai để cho đồng đội ngồi phía trên cho thật dễ và vững chắc. Rồi, mỗi lượt như vậy chúng ta đổi một người. Sao ngồi buồn vậy em? Ra chơi đi. Trời ơi, sao em không ngồi đây nữa? Thì ngồi sát lại quá, em là anh buồn quá. Có bình bóng nào mà? Có bình bóng này. Thấp xuống đi, người ta leo lên, người ta đang lên. Cái bật không. Rồi. Chỗ này thêm người, chúng ta mới gãy. Thêm người vô, đâu hết rồi, đội mà đâu hết rồi. Ủa, số 3 là hết trơn rồi. Cái máy bịt bóng anh chia lại cái máy không có chia nó. Team số 2 đang còn rất là đông đủ, team số 3 đâu? Giờ cứng lắm. Ok. Team số 2 cố lên nha. Team số 3, tinh thần của team số 3 đang rất là xuống. Rồi, các anh chị, mỗi lượt như vậy chúng ta đổi người nha. Mỗi lượt như vậy chúng ta đổi người. Thấy sao em? Nắm cái giọng nó lỗ cái giọng nghe. Rồi, đội nào ném được 5 quả thành công trước tiên mày đó sẽ chiến thắng. Trời sao ưu tiên phụ nữ? No. Đúng rồi, mấy cái đọc. Rồi, mỗi lần chúng ta đổi một người. Chị vô chị. Vô đỏ. Ừ, đúng rồi. Xong chưa? Ba. Hãy xác định đúng mục tiêu và hãy cố gắng thực hiện các chiêu cơ hội để làm sao vượt qua tất cả các đối thủ còn lại của các bạn nha. 3, 2. Xin chúc mừng team số 2 đã đồng hành thành công. Xin chúc mừng team số 2 rất chính xác. Rồi đổi người, xuống kiệu đổi người. Hãy xác định rõ mục tiêu và hãy thực hiện cách chính xác nhất để không có bất kỳ cơ hội nào cả. Đây, ngồi xe. Thất bại. Team số 2 đã một lần thành công. Hãy chắc chiêu từng cơ hội của mình có. Đừng phung phí bất kỳ những cơ hội nào cả. Wow, cái này có lỗi không? Chưa đạp được ai lắm rồi.
số 2 đã một lượt thành công. Team số 2 đã một lượt thành công. Thành công của team số 2. Kỳ vậy. Team số 2 như vậy, team số 2 đã xác định được mục tiêu và đã có sự chính xác trong mỗi thực hiện, mỗi lần thực hiện của mình. Hai team còn lại chúng ta vẫn chưa được. Team số 2 đã được thành công. Team số 2 sẽ vươn lên vị trí đầu tiên. Team số 3 một lượt thành công. Team số 3 một lượt thành công. Team số 1 vẫn y ạch. Team số 1 vẫn chưa thành công. Team số 2 đã hai lượt thành công. Team số 3 một lượt thành công. Team số 1 vẫn chưa thành công. Xin chúc mừng team số 2 đã 3 lượt thành công. Team số 1 vẫn chưa thành công. Team số 3 chỉ có 1 lượt thành công mà thôi. Team số 1 thì chúng ta có xác định được mục tiêu. Quá nhanh. Team số 2 tiếp tục nào. Team số 2 4 lượt thành công. Team số 1 ơi, chúng ta hãy cố gắng lên. Hãy xác định mục tiêu của mình rõ ràng và hãy ném chính xác. Vẫn không thành công. Ngồi chết lên. Số 2 chỉ cần một lượt nữa là chiến thắng mà thôi. Team số 2 chỉ còn một lượt cuối cùng. Hết cơ hội rồi. Đã cố lên em. Chính xác. Thấy chưa? Hai lượt thành công. Cô ấy đã rất chính xác. Thành công rồi. Cẩn thận. Sử dụng kỹ xảo. Cố lên em. Sử dụng kỹ xảo chiến công thành công. Cố lên. Team số 1 vẫn chưa được hiện thành công. Rất tiếc cho team số 1. Team số 2 chỉ còn một lần nữa. Mỗi bạn em một cuộc hả? Cố lên. Thành công. Chỉ còn một lần nữa thôi. Team số 2 ơi. Anh Hải rồi. Và chúng tôi sẽ đếm giờ. Cú chốt nha. Mami. Chúng tôi không công nhận cái lần đó. Chúng tôi không công nhận. 29. 28.